Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server Trung Quốc. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Lê Phúc. Hôm nay anh em thấy là nhân vật Lê Phúc chúng ta sẽ chơi môn phái, đó chính là Tiêu Dao. Và đi cùng với anh em Lê Phúc sẽ có anh em Cường Polymer chơi môn phái Cung Lôn, và anh em Chí Công Võ chơi môn phái Minh Giáo. Và ba cao thủ tâm ma này thì chắc chắn không còn quá xa lạ với những anh em mà thường xuyên theo dõi kênh mình, đúng không? Rồi, chúng ta có ba môn phái rất mạnh và hãy cùng quét map với ba môn phái này anh em ơi. Như vậy là với cái quần thể kim cang đầu tiên, chúng ta đã kết thúc được một team tại khu vực số 23. Và bây giờ thì các thành viên chúng ta chỉ việc mở rương để thu lượm chiến lợi phẩm anh em ạ. Bây giờ chúng ta có số đội đã giảm đi rồi, chỉ còn có 24 đội nữa thôi. Và chúng ta đã hồi phục lại kỹ năng rồi anh em ơi, chuẩn bị chờ tài nguyên xuất hiện. Và chúng ta sẽ chết ở khu 23 một cái ha. Sau đó mình sẽ vòng trở lại khu vực số 24. Và khả năng anh em sẽ quét tiếp về khu vực số 25. Có huyền thủy kéo lại, có cả một cái bàn nữa anh em ơi. Cái bàn đã chạy về khu vực số 23 rồi. Hai thành viên chúng ta đã đuổi theo. Như vậy là huyền thủy đã rút trở lại khu vực số 25. Dường như bên đó có cả một cung lôn nữa thì phải. Đó là võ đan. Võ đan đã bật chiêu búp ba rồi. Tỏ vọng vô ngã. Một cái chiêu rất lợi hại của cái con võ đan kiếm nha anh em. Bây giờ chúng ta đã full kỹ năng rồi anh em ơi. Mình phải làm gì với khu vực số 25 mới được, bởi vì nó vừa mới đánh nhau đúng không? Chúng ta di chuyển về khu vực số 25, một phát lướt vào, lóc lên. Huyền thủy và võ đan đã bị lóc rồi, như vậy vẫn còn một lông tước bên này. Và như vậy là huyền thủy đã bị kết thúc rồi, võ đan đã nhanh chân chạy thẳng về khu vực số 10. Chỉ còn lại một mình lông tước đang bật đao thần và lướt rồi anh em à. Vẫn đuổi theo chúng ta rất hổ báo. Và phải nói là khi đối đầu với một con lông tước có đao thần thì anh em tốt nhất là nên chạy thật xa càng tốt nha. Và như vậy chúng ta đã kết thúc được lông tước luôn rồi. Và số đội hiện tại chỉ còn có 20 đội. Rồi bây giờ thì cắm đầu ôm farm hồi máu anh em ơi. Phải nói là cái pha đối đầu với lông tước đã làm chúng ta mất rất nhiều máu. Lông tước là một cái phái rất gì đó nha anh em. Phải nói là cực kỳ gì đó luôn. Rất khó chơi. Nhưng mà rất bá đạo với các ạc mà auto như vậy anh em ạ. Phải nói lông tước khi mà anh em kết hợp với những môn phái hỗ trợ thì nó cực kỳ đáng sợ trong tâm ma khi mà chúng ta có được cái chiêu đào thần. Bây giờ thì số đội đã giảm đi thêm vài đội nữa rồi. Chúng ta còn 17 đội và các thành viên chúng ta vẫn tiếp tục hồi máu anh em ạ. Rồi cố gắng hồi máu nhanh anh em ơi, chỉ còn vài giây nữa là ảo tượng xuất hiện rồi. Tiếp tục ôm farm và hồi máu. Như vậy là ảo tượng đã xuất hiện. Và chúng ta sẽ có ba cái ảo tượng ở ba khu vực nào đó trong bản đồ tâm ma mà anh em sẽ được biết sớm thôi, chứ mình cũng chưa biết nữa anh em ơi. Đợi xíu nha, bởi vì chúng ta chưa có cái bản đồ được mở lên. Rồi, Minh Giáo và Tiêu Giao chúng ta đã hồi phục lại lượng máu, cũng gọi là ok rồi đó anh em. Rồi anh em Lê Phúc ơi, mở bản đồ lên, farm gì đó đủ rồi anh em à, bật nút treo lên cho nó tự đánh đi, anh em mở bản đồ lên cái nha anh em à, năn nỉ luôn á, trời năn nỉ anh em mở bản đồ giùm mình đi. Như vậy là chúng ta đã farm xong 5 con lính, giờ không mở lên tôi giận nha. Chúng ta di chuyển về khu vực số 25, quyết định không mở luôn anh em, tha là để mình giận chứ không mở cái bản đồ lên, ghê gớm thật sự. Chúng ta di chuyển về khu vực sổ chỉnh và bên này ảo tượng đã được mở rồi. Có team đó chính là Tàn Kiếm và Thiên Sơn. Tàn Kiếm có bạo kích nha. Thiên Sơn kinh công về khu vực sổ 2 và chúng ta đuổi theo Thiên Sơn. Đâu rồi? Và Thiên Sơn đã bị xử lý anh em ạ. Như vậy nhân vật Chí Công Võ Minh Giáo đã kết thúc Thiên Sơn. Rồi bây giờ mình là những người đến sau. Mình thu gom chiến lợi phẩm mình vừa mới đoạt được anh em ạ. Và anh em thấy là hiện tại trong bản đồ tâm ma chúng ta chỉ còn có 12 đội thôi. Các thành viên của mình chuẩn bị tiếp tục di chuyển. Khu vực nào đây? Khu vực nào đây? Đó là khu vực số 8. Đó là một cái ông bụng bự, trời ơi. Có cả Tàn Kiếm này nó kéo lại lóc lên, có lông tước nữa. Và lông tước đã bị Minh Giáo kết thúc. Tiếp tục là Tàn Kiếm cũng đã bị chúng ta khống chế và kết thúc rồi anh em ạ. Như vậy là tại khu vực thương nhân này không còn quá nhiều bí kíp cho anh em. Tiêu Dao chỉ kịp mua một quyển Phong Quyển Tàng Vân thôi. À, đó là Phong Quyển Tàng Vân đúng không ta? Đúng rồi anh em ạ.
Rồi, bây giờ thì mình quay trở lại các khu vực cũ để chết nhẹ tài nguyên. Và anh em thấy là trong bản đồ này có những team rất mạnh nha. Họ đã quét map khá là kinh khủng ở các khu vực khác anh em ơi. Bản đồ chúng ta chỉ còn có 10 team. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 23. 23 có tài nguyên. Rồi, về khu vực số 22 luôn anh em ạ. Chiều giờ mình chưa có thất thám, chưa có chiều kéo. Minh giáo không biết có phần sơn chưa. Đó là cái bang trường ca và có cả dương môn nữa rồi. Đợi nó rớt xuống thất thám một cái anh em ạ. Bắt con trường ca trước. Trường ca đâu rồi? Trường ca ơi, trường ca nó chạy mất dép rồi anh em ơi. Như vậy là dương môn vẫn tiếp tục hỗ trợ. Dương môn đã bị khống chế và dương môn đã thoát thành công. Chúng ta có đuổi theo hay không? Hiện tại các thành viên chúng ta đã mất kỹ năng rồi. Như vậy chúng ta quyết định ở lại ôm phao này mà. Đội bạn đã thoát thành công với pha combat vừa rồi. Như vậy là cung lôn đã hồi phục lại lượng máu rồi. Chúng ta có tiêu vào full kỹ năng. Và anh em hãy tận dụng thời cơ này để tiếp tục up về đội hình của tiền đội bạn một lần nữa anh em ạ. Tiếp tục chạy thẳng về khu vực số 20. Chúng ta có một viên máu tại khu vực số 21. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc rồi anh em ơi. Wow, trường ca có vân sinh kết hải nha. Anh em thấy là cái bang đã hồi phục lại lượng máu rồi. Rồi, vòng số 2 bắt đầu. Và team chúng ta đang có mặt ở khu vực số 2. Quên, số 1 anh em ơi, trời ơi. Nhìn sao cái số 2. Hơi lắc xíu nha anh em, thông cảm nha. Khu này khu số 1 anh em à. Bây giờ chúng ta có thường nhân khu vực số 8. Rồi, tiêu giao phải về để lấy các quyển bí kíp cần thiết thôi anh em ơi. Ôi Minh giáo ơi, go go go, get go. Rồi, chụp lẹ nha. Có đấu chuyển tinh di kìa anh em ơi. Đúng rồi. Bạch Hồng quán nhật thì chưa có chụp kịp anh em à. Bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại khu vực số 1. Tưởng ra thương nhân này bán đồ ít quá. Mình phải qua thương nhân khác. Một vạn hoa từ khu vực số 4 chạy qua. Không có ai cả. Chúng ta quay trở lại khu vực số 1. Và sau đó là di chuyển sang khu vực số 4. Đây rồi, có team. Lọc lên nào. Thất thám vô nào, dậm luôn nào. Vẫn còn căng tàn kiếm, còn tiêu dao nó chạy được kìa em ơi. Tiếp tục đuổi theo tàn kiếm nào. Rồi, lướt vào nào. Xẹt nó một cái, à dạ. Ui, kéo lại. Và thế là tàn kiếm đã bị kết thúc. Tiêu dao thì đã thoát thành công. Đó, thất thám kìa anh em, đúng rồi. Tiêu dao chúng ta đã có được quỷ kiếp thất thám. Và cả Bạch Hồng quán nhật luôn rồi anh em. Giết anh em thấy mình ghê không? Đi tâm ma Trung Quốc cầm tiêu dao giết mà nhìn cái chữ biết đó là bí kíp gì luôn á anh em ạ. Quá ghê gớm. Bây giờ chúng ta còn 8 đội. Rồi, hồi máu đi bà con. Cô bác ơi, ơi trời, nó có quần kìa anh em ơi. Bả đào có quần, long tước qua nữa. Ồ, tính ra bên Trung Quốc chơi các môn phá rất độc nha anh em. Long tước, bá đào, thiên sơn, huyền thủy. À, huyền thủy thì phổ biến rồi không nói ha. Rồi, cái bàn, lông trượt rồi, kéo lại, thất thám nhẹ chơi câu mau nó. Và tiếp tục là khống chế, đây có cả thiên vương nữa anh em ạ. Wow, cái bàn kinh công, cái bàn nhảy, chúng ta nhảy theo cái bàn. Và chúng ta lướt hụt cái bàn rồi, một cái quần thể kim cang và tiểu giao đã nhặt cái quần. Cái bàn đã bị kết thúc và tiểu giao tranh thủ chạy về khu vực nào nữa. Chạy, chạy, chạy. Rồi, cái quần không thấy ai luôn. Như vậy là hiện tại số đội trong bản đồ tầm ma chúng ta còn 6 đội. Có tiêu dao bằng Nga Mi bên đây. Trời ơi, nó bay kìa anh em thấy không? Lóc Nga Mi lên hết chạy bé ơi. Nga Mi đã lựa con đường vào góc kẹt. Và thể là tiêu dao bả đào quay trở lại để làm gì khi mà Nga Mi đã ra đi rồi. Wow. Tính ra bả đào kết hợp Nga Mi là một cái sự kết hợp khá tuyệt vời. Nhưng mà rất tiếc tình huống đó là Nga Mi đã lên bảng điểm số. Cái đó nếu như bá đao mình không có nhảy ra anh em, bá đao vẫn ở lại tiếp tục tăng thì có lẽ là hỗ trợ được cho Nga Mi khá nhiều nha. Nhưng mà thôi, chia buồn cùng với bạn Nga Mi. Đã có những người đồng đội có cái pha xử lý tình huống bằng kinh công rất tuyệt vời. Nhưng mà do Nga Mi đen thôi anh em ơi, Nga Mi nhảy vô cái góc mà không thể nào chạy được. Bây giờ chúng ta đã có ảo tưởng xuất hiện rồi. Mình sẽ đây đây đây, trường ca, côn luôn và một con tiêu dao nữa, một team bà nên anh em ơi, thất thám. Và lại để cho Hồng Minh Giáo kết thúc trường ca rồi. Bắt con lôn của nó lại. Con lôn đã bị kết thúc. Tiêu dao không chạy luôn. Vẫn tiếp tục có lại đánh trả. Chúng ta có chiều kéo nè rồi. Chọt luôn. Tiêu dao bây giờ đã chạy anh em ạ. Và tiêu dao đã thoát thành công rồi. Lướt một cái không được. Wow. Phải nói Trần Tâm Ma này có rất nhiều team ba. Và bây giờ các thành viên chúng ta sẽ mở cáo tượng tại khu vực số 2.
Đó anh em thấy không, tay to quét map là nhìn đá cực kỳ đúng không anh em. Vào combat tụi nó đánh nhau quá sướng. Như vậy là ảo tưởng khu vực số 7 và số 5 cũng đã được mở. Bây giờ chúng ta sẽ nhặt rương hay là đi quét map đây? Nếu là mình thì mình sẽ mở tạm vài cái rương nha anh em ơi, bởi vì tài nguyên của mình cũng đang khá thọt và trong bản đồ này cũng còn rất nhiều team mạnh nha. Anh em mà hổ báo quá thì mấy team kia nó lật kèo ngược trở lại rất dễ. Chúng ta xuống khu vực số 1 và sau đó là chạy sang khu số 6. Rồi, quay trở lại rồi anh em ơi. Cùng lôm chúng ta đã di chuyển về khu vực số 6 rồi, Minh Giáo cũng qua rồi, Tiêu Giao cũng qua theo. Bây giờ chúng ta di chuyển về khu vực số 7 và bên này có team hay không? Có team, đó chính là Long Tước. Long Tước đã bị chọn, tiếp tục thất thám nữa một cái và Long Tước đã bị kết thúc. Như vậy anh em thấy là sau khi Long Tước bị kết thúc chúng ta vẫn còn 4 đội, chắc chắn là Thiên Vương sẽ chung team với Long Tước rồi. Tính ra Long Tước khi mà anh em đối đầu với Tiêu Dao á, đầu với Tiêu Dao thì anh em để Tiêu Dao lock trước cho anh em, mình bật đau thần lên là mình hóa giải được cái lock của Tiêu Dao liền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển để quét map. Có team, đó là Thiên Vương. Thiên Vương đã lên quần rồi. Minh Giáo thể hiện sức mạnh của mình đi, dậm một cái không trúng rồi anh em à, và Thiên Vương đã thoát thành công. Chúng ta tiếp tục lên ngựa đuổi theo. Và như vậy là Thiên Vương đã bị chúng ta kết thúc rồi. Và số đội đã giảm đi thêm một đội nữa. Chúng ta sẽ còn 3 đội trong bản đồ tầm ma. Chắc chắn là sẽ còn một Tiêu Dao. Anh em cứ đừng quên là vẫn còn cái team của Bá Đào với Tiêu Dao nha. Theo mình đoán là sẽ còn những team này trong bản đồ anh em ạ. Rồi, Bá Đào, Tiêu Dao và một Tiêu Dao lẻ. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển. Thời gian của vòng số 2 chỉ còn vài giây nữa thôi anh em ạ. Đấy rồi, Bá Đào lóc lên. Đúng rồi, bật quất bự đi bạn ơi, không bật quất bự thì chạy luôn. Và như thế Bá Đào đã bị kết thúc. Tiêu Dao quay trở lại và tiếp tục bị tàn phế rồi, không làm được gì. Kéo, cẩn thận nó lóc anh em ạ. Kéo lại tiếp tục rồi, rồi ok, chơi nó luôn. Wow, nó đã lóc chúng ta lên. Và như vậy là thời gian của vòng số 2 đã kết thúc. Quá căng. Và bây giờ vòng số 3 chúng ta sẽ đối đầu với hai Tiêu Dao lẻ. Có vẻ cũng vẫn còn căng nha anh em. Đặc biệt là Côn Lôn, chúng ta phải cẩn thận. Tiêu Dao xuất hiện kéo một cái mất nẻ. Dường như Minh Giáo của mình đang gặp vấn đề sự cố kỹ thuật rồi. Chúng ta đang cố gắng bảo kê cho Minh Giáo. Minh Giáo đã di chuyển được rồi nè. Tiêu Dao đã lóc lên, tiếp tục là thật thảm. Và như vậy Minh Giáo nổ đam nữa thì thôi hết chạy. Sự phối hợp rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ còn một Tiêu Dao nữa và các thành viên của mình đang tổ chức đi quét map. Đây, phát hiện được rồi anh em ơi, khu vực số 7. Tiêu Dao đang ở trên ngựa, cẩn thận qua nó lóc nha anh em. Đấy đấy, ôi nó canh sẵn mà nó không lóc luôn kìa, lóc lên, không được rồi. Rất khó để kết thúc Tiêu Dao nếu mà Tiêu Dao không xuống ngựa anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Lướt vào. Ôi, rất lì nha. Ôi, ăn tấn công nè. Và như thế là trận tâm ma đã kết thúc rồi anh em ạ. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.